Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại kênh Hải Gà. Đây là clip mình sẽ hướng dẫn anh em với nghề nông dân vui vẻ ở server Tân Thế Giới. Đầu tiên thì mình vẫn luôn nhắc nhở anh em là khi ở server này thì muốn nhận được cái job thì anh em phải đến trung tâm việc làm. Sẽ có hai trung tâm việc làm ở khu vực, một ở khu vực sa mạc này, hai ở khu vực thành phố. Đây, khi mà nhận được cái job việc làm xong thì những cái nghề này nó mới hiện lên cho anh em làm nhé. Còn không thì nó sẽ không có những icon để anh em tìm đến đâu. Đấy. Đây là nghề nông dân thì nó sẽ ở khu vực 2029 ở trên bản đồ ở gần cái hồ như anh em đang nhìn thấy trên bản đồ đây. Đầu tiên sau đó di chuyển lại khu vực này, phần quần áo, ấn E để thay quần áo này, quần áo hàng ngày, quần áo công việc. Đây nó đang bị lỗi với cái chân ở dưới. Ok không sao, ấn E này, chọn đường ruộng một, nó sẽ chuyển cho mình sang một cái tab khác, sau đó là có lẽ là sẽ di chuyển app vào đây, lùi vào cái này để kéo đi. Ok rồi, khi mà anh em gắn được cái xe kéo vào cái xe lôi này rồi thì nó sẽ, anh em sẽ nhìn thấy trên bản đồ nó sẽ có một cái địa điểm chấm và chúng ta sẽ phải cần phải chở cái xe này đến đó, di chuyển lái cái xe kéo này đến đó để có thể làm cái việc công việc đồng ruộng này, lái máy kéo những cánh đồng được đánh dấu. Cái job này thì nó cũng khá là hay khi mà nó sẽ có nhiều tương tác và nó được mô phỏng của thực tế rất gần sát với thực tế nhất, khi mà chúng ta sẽ phải lái xe kéo người đi lấy lúa ở lấy dơm lấy riết gặt lúa các kiểu thì nó khá gần thực tế. Cái điều quan trọng nhất khi mà làm cái job này là anh em không nên di chuyển quá nhanh dẫn đến là cái việc bị hỏng mất cái xe kéo này. Mình sẽ đi tắt vào đây. Ok, đã đến được khu vực của vàng vàng đây rồi. Mình sẽ đi lên cái xe gặp này nhé. Anh em sẽ thấy những cái vòng xanh này, cái vòng xanh ở ngay chỗ máy gặt. Anh em chỉ cần đi theo thôi, đi hết cái khu vực này là được. Có cái vòng xanh có nghĩa là cứ gặp hết cái khu vực này thì cái vòng xanh sẽ nhảy tiếp đến khu vực khác. Nhưng mà khi mà làm xong được những cái vòng xanh này thì nó sẽ có những cái cuộn lúa, nhìn ở những cái cuộn rơm, sau đó là mình sẽ phải bóp cái rơm kia lên. Cái góc cua này nó hơi sát với gốc cây nên nó sẽ hơi khó lái. Mình sẽ làm những cái vòng xanh này, mình sẽ phải làm cái thứ tự nhé.
Sau khi mà làm xong cái này rồi thì mình sẽ lấy cuộn rơm này đưa lên xe, sau đó di chuyển về khu vực kia để bán.